60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022 sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ 6 mùng 2 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022. Chương trình diễn ra trên môi trường trực tuyến http 2 onlinefriday vn với các ưu đãi giảm giá khuyến mại sản phẩm dịch vụ từ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trên cả nước. Tại buổi công bố tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến 2022, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, năm nay Bộ Công Thương sẽ kết hợp với nền tảng TikTok, nền tảng tiếp thị liên kết Access Trade, khuyến khích người dùng thực hiện video chia sẻ các kinh nghiệm mua sắm hữu ích, giới thiệu các sản phẩm chất lượng, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến với người tiêu dùng trên cả nước. Năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid-19 nhưng tuần lễ Online Friday vượt ngoài sự mong đợi khi tổng số lượt xem và tương tác lên đến 169 triệu trên nền tảng TikTok. Năm 2021, chương trình này đã kết nối với 400 website và sàn thương mại điện tử có số lượng hàng hóa lớn nhất Việt Nam, khuyến mãi tổng cộng trên 11 triệu sản phẩm. Và bước sang năm thứ 9, Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến 2022 với những kế hoạch và đổi mới táo bạo được kỳ vọng sẽ mang tới cho người dân và doanh nghiệp trải nghiệm nhiều sự lựa chọn nhiều lợi ích hơn xứng tầm là sự kiện quy mô toàn quốc về thương mại điện tử lớn nhất trong năm cho đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng